Ở chúng ta tiếp tục đến với nội dung câu số 2 nhé. Câu số 2 trong cái phần trắc hiện mà câu hỏi đúng sai đấy. Câu số 2 đề bài cho sulfur dioxide là chất gây ô nhiễm chính do các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than thải ra. khí SO2 được giải phóng bởi một nhà máy nhiệt điện nó có thể bị giữ lại do các phản ứng là MgO kết hợp oxy giữa kết hợp tiếp với SO2 trong ống khói để tạo thành MgSO4. À, nếu một nhà máy nhiệt điện mà thải ra 140 tấn SO2 mỗi ngày thì khối lượng MgO cần phải cung cấp để loại bỏ SO2 là m tấn à, biết rằng hiệu suất của phản ứng đã đạt 90%. À thế vậy thì ở đây mình sẽ suy nghĩ một chút nhé. Thứ nhất là SO2 là một cái khí không màu rất độc mùi hắc. Ok, đây chính là tính chất vật lý của cái thằng SO2 chính xác đúng. À, thành phần chủ yếu của nhiên liệu than đá là sunfu à, sai đã là than đá được chạy than đá thì chắc chắn thì nó phải là than đúng không và than thì nó là thành phần là anh carbon nhé carbon các bạn nhé Đấy, à, còn sunfu nó chỉ là tạp chất lẫn vào thôi sunfu chỉ là một tạp chất rất nhỏ lẫn vào bên 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 trong cái tảng than đá thôi nên do đó thì ý b là sai rồi ở ừ, ý c phản ứng học xảy ra ở trên không thuộc loại phản ứng xã khử ở à đấy, thế vậy muốn biết oxy khử không thì thử phát biết ngay ở đây thì người ta sẽ phải trộn thêm cái thằng mgo vào đúng không ạ rồi cung cấp oxy để làm gì để nó phản ứng với so2 để làm tiêu tốn bớt so2 đi chứ nhiều so2 quá mà thải ra môi trường thì gây ô nhiễm môi trường và sẽ bị phạt nhé nên là đó người ta sẽ phải cung cấp một lượng MgO để triệt tiêu bớt cái thằng SO2 đi. Ở đây tạo ra sản phẩm đây, MgSO4. Cân bằng một chút nhé. Ở đây sẽ là MgOK okay, ổn rồi, sunfu ổn rồi. cho mỗi oxy thôi. ở đây có thể 4 oxy. Ở đây có 5 oxy đây, 1 phần 2. Đó, hợp lý nhé. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ở đây anh sunfu đây là dương 4. Nó chèn lên sunfu ở đây là dương 6. Thế vậy thì có sự thay đổi số số hóa rồi và có sự thay đổi số hóa thì đó chính là phản ứng oxy khử. Đấy, mà đã phản ứng sau các cửa rồi mà người ta lại bảo là không phải thì chứng tỏ IC là hỏng đồ gì nữa là sai nhé tiếp tục ID và ID là cái ý khoa nhất à, tính toán đây <laughs> à, giá trị của M bằng 78,75 tấn đúng hay không à, thử luôn đi thử 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 luôn ở đây người ta bảo làm sao anh này là 140 tấn SO2 mỗi ngày như vậy ở đây theo phương trình này nhé thì anh này mình có là cứ một mon S một MGO thì nó ăn được là một mon SO2 Thế vậy thay vì tính số mol theo kiểu truyền thống đi thì thầy sẽ tính số mol và bằng thầy tính theo khối lượng cho nó nhanh nhé, thì theo khối lượng cho nó nhanh. Ở đây 1 mol MgO tức là nó tương đương với là 40 g. Khi mình đầu tư 40 g MgO thì cái lượng SO2 này được chưa nó sẽ phải tiêu tốn một lượng tương ứng là 64 g. Ok, chính xác. Một mol này thì 40 g, một mol này 64 g là hợp lý. Và khi và khi người ta đã dùng 140 tấn SO2, ở đây mình sẽ dùng là 140 tấn SO2 thì ở đây sẽ phải là bao nhiêu tấn vậy thì việc nhân chéo chia ngang là xong ta có lại 140 nhân với 40 chia cho 64 ra được con số đây là 87,5 nhé. anh này sẽ ra được con số là 87,5 tấn đó à, nhưng mà à, theo lý thuyết là như vậy theo lý thuyết thì à, để mà triệt tiêu được 140 tấn so 2 thì mình sẽ phải dùng là 87,5 tấn đó. nhưng mà vì bài toán này là bài toán thực tế người ta có cả hiệu suất Thế nên do đó này mình phải dùng một lượng MgO lớn hơn bình thường em ạ. Cái khối lượng của MgO mình sẽ không thể dùng là 87,5 được. Đấy. Nếu một thì hiệu suất 100% nhé, được thì mình chỉ cần dùng 87,5 tấn MgO là ổn rồi. Nhưng mà vì hiệu suất chỉ đạt 90% thôi, nó còn rơi vãi thất thoát hao hút, à, hao, hao hụt nữa. Thế nên mình phải lấy thừa cái lượng MgO ra một chút để để phòng xa, để bù trừ cho cái lượng mà nó bị hao hụt, thất thoát mất đi. Thế nên do đó mình phải nhân với 100 và chia cho 90. Ở đây xem nào nhân với 100 và chia cho 90. Kết quả sẽ ra được là 97,22 97,22 tấn và so sánh với con số đề bài người ta cho đó là 78,75 thì không đúng thôi như vậy thì câu số 2 chỉ có duy nhất là IA đúng thôi em ạ tiếp chúng ta sang câu số 3